Nếu sợ đau khổ thì đừng yêu. Nếu yêu ai, chúng ta phải chuẩn bị để đón nhận điều tốt nhất và tệ nhất, bởi vì cả hai điều này sẽ xảy ra, phải không? Đôi khi mình có điều tốt nhất và đôi khi mình có điều tệ nhất. Hoặc là mới đầu thì tốt nhất, nhưng về sau thì tệ nhất. Cho nên quý vị phải biết rõ trước khi yêu bất cứ ai. Quý vị phải biết là mình sắp làm một sự mạo hiểm. Nếu sợ đau khổ thì đừng yêu. Đó là lời khuyên của tôi. Còn nếu quý vị nghĩ tình yêu là điều rất vui, đáng thử thì cứ mạo hiểm. Không ai có thể bảo đảm điều gì cả, nhất là trong chuyện tình yêu. Ngay cả minh sư và Phật cũng không thể viết giấy cam kết là quý vị sẽ chung sống hạnh phúc suốt đời. Tôi không tin. Tất cả câu chuyện về hoàng tử và công chúa, họ chỉ viết phần đầu, chứ không viết đoạn cuối. Cho nên tất cả chúng ta, những đứa trẻ đều bị gạt. Chúng ta cứ nghĩ đến cô bé lọ lem và mấy chuyện như vậy. Đợi đến khi họ lấy nhau hoặc có vài đứa con, quý vị cứ đợi xem. Cho nên đôi lúc trong quan hệ yêu đương chúng ta có sự đổ vỡ. Có lẽ đó là điều may mắn. Ít nhất quý vị có những kỷ niệm đẹp, quý vị có ảo tưởng về sự việc có thể đã như thế nào, lẽ ra sẽ như thế nào, nếu nàng không bỏ ta, hay nếu ta không xa nàng. Nhưng nếu quý vị có cơ hội để chung sống với nhau lâu dài, thì không còn bầu không khí lãng mạn nữa. Cái gì tiền thuế, tiền điện thoại, tiền điện, rồi phí tổn cho con cái, đủ thứ chuyện. Thật ra tôi không biết điều gì thật sự là tốt nữa. Sống với nhau mãi mãi hay chia tay giữa đường để có ký ức và ảo tưởng đau buồn nhưng lãng mạn. Dù sao chọn lựa nào cũng có cái giá, cho nên cứ chấp nhận thôi. Nếu muốn giữ mối quan hệ tình cảm, cái giá sẽ rất cao. Quý vị phải luôn để tâm đến bạn đời. Quý vị phải hy sinh một số cá tánh, thời giờ, sự tự do, riêng tư của mình. Nhiều điều khác nữa, để duy trì mối quan hệ. Nhưng cho dù làm vậy, quý vị chưa chắc có thể giữ được. Có người không thích một bạn đời đeo dính. Có người không thích một bạn đời quá tỉ mỉ. Có người không thích một bạn đời quá tốt. Có người thích bạn đời ngang bướng hoặc hư hỏng, như là có chút chua cay hư đốn thì họ mới thích. Nếu quý vị quá dè dặt, quá tốt, quá ngọt ngào, quá quan tâm, quá hằng thuận mọi ước muốn và nguyện vọng của bạn đời, đôi khi quý vị sẽ mất người đó. Cho nên quý vị không bao giờ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Cứ liều rủi ro nếu quý vị muốn. Đôi khi dù biết tất cả điều này, chúng ta vẫn không tránh được. Vậy thì không sao, cứ vui hưởng khi nó còn đó. Và khi nào nó đi, vĩnh biệt, đau đớn thật, nhưng kệ nó. Đau thương cũng là một loại kinh nghiệm. Tại sao mình lại từ chối? Chúng ta cứ nhận lấy mọi sự và đừng bi kịch hóa, đừng làm nó tệ hơn. Đừng cứ nghĩ tới nó, có nhiều điều khác hào hứng để làm. Nếu muốn giữ mối quan hệ tình cảm, cái giá sẽ rất cao. Quý vị phải luôn để tâm đến bạn đời. Quý vị phải hy sinh một số cá tánh, thời giờ, sự tự do, riêng tư của mình, nhiều điều khác nữa để duy trì mối quan hệ. Nhưng cho dù làm vậy, quý vị chưa chắc có thể giữ được. Mỗi phút đều quan trọng. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, quý vị nên thiền. Không cần phải luôn luôn thiền vào buổi sáng sớm hay vào buổi tối. Đây là thời gian thường xuyên của quý vị. Nhưng vào khoảng giữa, bất cứ khi nào quý vị có thời giờ nghỉ ngơi, thì cứ ngồi xuống thiền. Mỗi phút gặt hái sẽ được cộng vào trong nhà kho công đức của quý vị. Thiền định rất quan trọng. Bây giờ nếu quý vị muốn đặt chỗ trên thiên đàng, quý vị phải cố gắng và chuẩn bị cho mình. Vì vậy, nếu quý vị nghĩ rằng mình thật sự mong mỏi một lối sống cao thượng hơn, phụng sự vũ trụ một cách cao cả hơn, và trở thành một bậc thánh hay một chúng sanh trí huệ hơn, để làm việc với những chúng sinh trí huệ ở những đẳng cấp khác, thì hãy nỗ lực để tiến tới, cho đến khi quý vị làm bài thi và đạt đủ tiêu chuẩn. Nhưng quý vị phải làm việc mỗi ngày giống như là đi học vậy. Quý vị làm bài và làm bài mỗi ngày. Vì vậy, bất cứ thời gian rảnh nào,
quý vị nên dành cho việc thiền định. Hãy sử dụng hữu hiệu lực lượng Thượng Đế và trí huệ. Tôi hy vọng quý vị làm bổn phận và giữ lời hứa của mình là một người cứu độ chúng sinh. Bởi vì quý vị làm điều gì cũng ảnh hưởng đến toàn vũ trụ. Quý vị sẽ thấy được điều này trong lúc nhập định khi quý vị đạt đến trình độ này. Ít nhất quý vị biết rằng chúng ta đang làm không sai. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần và nếu quý vị không hiểu, bởi vì đôi lúc khi tôi nói chuyện quý vị có thể bị sao lãng hay nhìn vào y phục của tôi nên quên lời tôi nói. Quý vị nên tìm băng thâu hình, xem đi xem lại. Mỗi lần xem, quý vị sẽ hiểu rõ hơn và khác hơn. Hãy tinh tấn học hỏi về cả hai mặt giáo lý và thực hành. Chúng đi song song với nhau. Vì bằng không, quý vị chỉ tin tưởng mù quáng và không biết tại sao mình làm như vậy. Nhưng rồi quý vị có thể vẫn biết, cho dù tôi không nói gì với quý vị. Nếu tu hành giỏi, quý vị sẽ biết tất cả những câu giải đáp. Quý vị rất thông minh, có lực lượng Thượng Đế và trí huệ. Hãy sử dụng chúng. Tìm đường về nhà khi còn sống. Khi còn sống, nếu chúng ta không tìm được đường về nhà và không biết nhà chân thật của mình ở đâu, thì không ai sẽ chăm sóc chúng ta sau khi chết đi. Giả sử có một người đi trên đường suốt ngày đêm, nhưng không biết nhà ông ta ở đâu, và không biết khi nào ông nên trở về, vậy có phải là ông ta hơi điên không? Hầu hết mọi người đều làm y như vậy, đi miết không ngừng trên đường đời nhưng không biết nhà mình ở đâu. Khi họ chết, họ nói rằng họ về nhà. Nhưng là nhà nào đây? Nếu khi còn sống họ không biết, làm sao khi chết họ biết được? Không sáng tỏ được vấn đề này khi còn sống. Sau khi chết họ chỉ còn cách bám vào mộ phần, nhưng đó không phải là nhà chân thật của họ. Và ngay cả mộ phần cũng không vĩnh viễn. Khi có chiến tranh hoặc động đất, những nấm mộ sẽ bị hủy hoại. Vậy lúc đó, nhà quý vị ở đâu? Lời khuyên tu hành. Tu hành và việc đời. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đời sống chắc là khó chịu lắm nếu mình thiếu những thứ vật chất ở đời. Nhưng rồi chúng ta vẫn sống còn, vẫn có thể giữ gìn tâm hồn trong sạch. Đôi khi nhiều tiền quá cũng có thể làm hại cuộc đời, làm cho đạo đức mình bị lung lay, dao động. Mất đi thể xác này không thành vấn đề, nhưng nếu vì đồng tiền mà mất đi lòng mong cầu chân lý, thì rất khó cho chúng ta tìm lại được. Vì vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, con đường xuất gia rộng hơn, giản dị hơn, trong sạch hơn, còn con đường tại gia nhỏ hẹp, khó đi hơn. Bởi vì người tại gia không thể tránh được sự quan hệ với những người khác, và họ tiêm nhiễm nhau, tranh giành nhau tiền tài danh vọng. Của cải, những quan hệ tình cảm ở thế giới ta bà này chưa chắc đã là xấu. Cũng còn tùy mình dùng nó như thế nào. Có vợ, chồng, tài sản có thể là không xấu. Nhưng đôi khi chúng ta không biết cách quản lý cho nên nó trở thành không tốt. Khi lên tới một đẳng cấp tu hành nào đó, chúng ta không còn ưa tiền bạc, danh vọng, của cải, tình yêu, những ham muốn, đam mê ở trần đời. Nhưng nói vậy không phải là chúng ta trở thành cục gỗ, mà là chúng ta đã vượt lên khỏi tất cả những cái này. Ví dụ như khi một đứa trẻ bắt đầu học ABC thì nó tiến bộ, mức độ tiến bộ của nó thấy rất rõ ràng. Sau khi nó vượt lên khỏi trình độ đó rồi, thì nó có thể nhận ra được mặt chữ. Mỗi ngày đều học tập, nhưng nó không cảm thấy tiến bộ gì. Lúc đó không cần phải thử tài ABC của nó nữa, vì nó đã lên khỏi mức độ đó rồi. Không phải là nó không đọc được hoặc không tiến bộ, chỉ vì nó đã ở một trình độ khác. Tại sao của cải trần gian và những quan hệ tình cảm nồng nàn không có lợi cho sự tu hành? Trong thực tế, những cái này không phải là xấu. Nhưng nếu một người say sưa chìm đắm trong đam mê, tình ái trần gian và thương người đời hơn thương Thượng Đế, thì đương nhiên đẳng cấp của họ không cao, bởi vì họ bị đè nặng vào trong thế giới này. Lấy thí dụ, nếu một bên cán cân nặng hơn, thì dĩ nhiên nó sẽ nghiêng về bên đó nhiều hơn là bên kia. Nếu trọng lượng đeo hai bên bằng nhau,
thì nó sẽ cân bằng. Vì vậy, không có nghĩa là nếu vẫn còn có tài sản trần gian hay quan hệ thiết tha với người khác, chúng ta không thể tu hành. Điểm chính là thái độ suy nghĩ của mình đối với những thứ này. Nếu chúng ta cảm thấy ưu tư lo lắng quá nhiều về một người nào đó, hay là bị ám ảnh bởi những tình cảm gì đó, ngày này qua ngày khác, thì biết rằng mình chưa thoát khỏi lưới mê của cảnh giới Atula. Hoặc nếu chúng ta đau buồn vì bị mất một số tài sản, tức là chúng ta vẫn còn lẩn quẩn trong cảnh giới Atula. Nếu những mất mát xảy ra, tạo nên vấn đề, khó khăn, trở ngại cho gia đình, và nếu chúng ta chỉ lo lắng chút chút thôi, thì dĩ nhiên không sao. Nhưng nếu sự mất mát đó sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều trong gia đình, mà chúng ta vẫn luyến lưu những thứ đó, lo lắng quá mức, thì phải biết rằng đẳng cấp của mình chưa cao gì mấy. Chúng ta đo lường trình độ của mình không phải chỉ bằng cách ngồi nhìn ánh sáng, nghe âm thanh. Tu hành, chúng ta nên cẩn thận từng giờ từng phút trong ngày, chứ không phải chỉ có khoảng thời gian ngồi thiền 2 tiếng rưỡi mới gọi đó là tu hành. Chúng ta phải liên tục cảnh giác, biết khi nào đẳng cấp của mình đi lên hay tuột xuống. Nên để ý tới phản ứng của mình mỗi khi có người nào la rầy mình, xem coi tự ái hay cái ngã của mình có bị tổn thương hay không. Hay khi người khác lấy đồ của mình hoặc làm thiệt hại tới tài sản của mình, xem coi chúng ta có phản ứng mạnh mẽ hay không. Như vậy sẽ biết cái ngã của mình lúc đó có nổi dậy hay không. Đương nhiên chúng ta cũng phải bảo vệ tài sản, tình cảm, gia đình mình. Nhưng bảo vệ khác với ham muốn, khát khao, gắn bó thái quá. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền bảo trọng tình cảm, gia đình, của cải của mình. Nhưng nếu chúng ta khổ sở, đau lòng vì mấy cái này, không buông ra được, thì phải mau mau ngồi thiền thêm nữa. Những người chúng ta gọi là xuất gia, là những người hoàn toàn xả bỏ những cái mà người đời coi rất là quan trọng, vô cùng cần thiết, rồi bám víu vào đó thật chặt. Họ bỏ lại những thứ này không khó, họ cũng không khóc than cay đắng khi bỏ lại những thứ này phía sau. Họ hiểu rõ ràng và thật tình muốn buông bỏ. Dĩ nhiên họ có thể hơi buồn một chút khi rời xa kỷ niệm hay bạn bè dòng họ. Nhưng đó không có nghĩa là họ không muốn bỏ hay vẫn còn quyến luyến. Sự quan trọng của việc thiền quán âm. Những người tu pháp quán âm phải thiền quán âm, quán tưởng tới âm thanh mỗi ngày ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Đó là điều thiết yếu để rửa sạch những hậu quả mà thế giới đang ảnh hưởng đến chúng ta. Và để giữ tinh thần được ở trong trạng thái thật tình sung sướng. Dĩ nhiên, thiền ít quý vị cũng có cảm giác vui sướng, nhưng sẽ không cảm thấy vui sướng hoàn toàn. Đương nhiên thiền quán âm một lúc, 1 tiếng đồng hồ hơi khó, nhưng quý vị phải cố gắng hết mình. Đôi khi tình trạng cải biến sau khi thiền 20 phút, cơ thể trở nên vững vàng, ổn định, tinh thần phấn khởi. Rồi thân thể không cảm thấy gì cả, lúc đó bầu không khí nôn nóng, bất an không còn nữa. Tất cả sẽ tốt nếu chúng ta ráng chịu đựng một hồi. Tu hành trong chân lý. Có một quyển sách nói về những người tu pháp quán âm hồi xa xưa, nói rằng khi chúng ta tu hành, cầu thông với chân lý dù chỉ một thời gian rất ngắn, như 2-3 tiếng đồng hồ, hay nửa giờ, hay vài chục phút, chúng ta vẫn có thể rửa được 100 vạn ức nghiệp chướng nặng nề. Quyển này cũng nói rằng có nhiều khía cạnh tu hành, chúng ta có thể nghe bài giảng pháp của một vị minh sư, được gặp vị đó, hay gia nhập vào các buổi cộng tu của đệ tử ngài. Nếu không thể gặp minh sư, không thể tận tai nghe những bài thuyết giảng của vị đó, thì ta có thể đọc kinh sách của ngài, hay nghe băng giảng pháp, hay theo lời hướng dẫn tu hành của vị đó. Tất cả những việc này được coi như là trau dồi tâm linh và nằm trong chân lý. Tất cả những việc này đều có thể rửa nghiệp chướng tồn kho từ bao nhiêu tỷ ức kiếp, giúp chúng ta dễ chịu, thoải mái, sung sướng hơn, không còn ham cãi cọ gì với ai nữa. Lợi ích gần những người giàu kinh nghiệm tu hành. Đôi khi chúng ta cần có một người nào đó để nhắc nhở mình tới những lợi ích trong việc tu hành, để chúng ta nhớ tu hành.
Nếu không, ngày nào cũng tiếp xúc với nhiều chúng sinh trần tục hoặc những chúng sinh đẳng cấp không cao gì mấy. Từ trường không tu hành của họ sẽ kéo đẳng cấp của mình xuống một chút. Rồi chúng ta trở thành giống như họ. Bận rộn công việc ta bà của cuộc đời, rồi quên đi mục đích quan trọng nhất của mình. Do đó, gần gũi với những người giàu kinh nghiệm tu hành và thánh nhân Bồ Tát thật tình có lợi. Tức là ở gần các đồng tu và minh sư đắc đạo rất lợi ích. Lợi đây không phải là vì chúng ta được gặp họ hay được nghe họ nói. Thậm chí nhiều khi họ không nói gì cả, nhưng từ trường tu hành của họ cũng đủ nhắc nhở và khuyến khích chúng ta. Rồi tự nhiên chúng ta nghĩ tới tu hành. Nhiều khi ở gần họ thôi cũng làm cho chúng ta rất là dễ chịu, cho chúng ta cảm hứng muốn ngồi thiền, không buồn nghĩ tới những điều thế tục nữa. Thành ra bên Ấn Độ người ta nói nên đi gặp thầy mỗi ngày nếu được. Nếu không làm được mỗi ngày thì tối thiểu cũng mỗi 2-3 ngày. Nếu không được nữa thì gặp thầy tối thiểu mỗi tuần. Nếu không được thì tối thiểu cũng mỗi 2 tuần. Nếu không được thì mỗi tháng. Nếu làm vậy cũng không được nữa thì gặp thầy vài tháng một lần. Nếu không thì mỗi năm một lần. Nếu vẫn không được thì ít nhất cũng phải một lần trong đời. Nếu vẫn không được thì sẽ gặp thầy giờ phút lìa đời. Lúc đó chắc chắn ngài sẽ tới đưa quý vị đi. Cho nên rốt cuộc cũng gặp được thầy. Tuy nhiên vẫn phải có tiền duyên với minh sư thì vị đó mới tới. Thành ra mới có câu Phật Thích Ca khó gặp. Chưa chắc gì gặp được một vị minh sư dù chúng ta sống trong cùng thế giới với Ngài, hay được nghe những lời nói của Ngài dù sống trong cùng một thời đại. Nếu chúng ta ngang tuổi với minh sư hay sống trong cùng quốc gia hay cùng làng, không nhất thiết là chúng ta nhận được sự gia trì của vị đó. Bởi vì đôi khi chúng ta tự khóa lòng mình. Tâm mình rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên một số người, như nhiều người sống ở Trung Hoa hay Âu Lạc, không được gặp minh sư. Chưa bao giờ nhìn thấy nhục thể minh sư. Họ có thể thấy hóa thân của minh sư, tại vì tâm họ ở một bên minh sư. Đây cũng được coi như là tu học. Tâm rất là quan trọng. Tâm cùng tâm với sư phụ. Nếu tâm chúng ta tốt thì đồng một thể với vạn vật và câu thông với thánh nhân Bồ Tát là một điều giản dị. Nếu chúng ta ngăn cách trong lòng thì cũng giống như là cất tường chung quanh mình vậy. Thánh nhân Bồ Tát không xây tường, chúng ta là người xây, dựng thành trì lên cản trở chính mình. Chưa chắc chúng ta đã được cùng với một thánh nhân, mặc dù chúng ta tới rất gần Ngài. Tâm ta cần phải đến gần, như vậy thì dầu có hàng ngàn dặm xa, chúng ta cũng cảm thấy dường như không bị ngăn cách bởi không gian. Nếu gần một thánh nhân mà tâm không hòa nhịp với người đó, thì cũng giống như là cách khoảng xa. Có một lần trong thời Phật Thích Ca còn tại thế, một đệ tử tìm thấy một con kiến càng to lớn trong vườn Jetavana và bảo rằng đã có 7 vị Phật đến rồi đi và giảng pháp ở đây, mà con kiến này vẫn còn ở đó làm kiếp kiến. Không có cách nào nó vượt lên khỏi đẳng cấp kiến, cũng giống như câu chuyện hôm nay chúng ta đã nghe qua về Sariputra. Trước kia là rắn độc. Xem băng thâu hình để biết thêm chi tiết về câu chuyện. Đây là lần đầu chúng ta nghe nói tới chuyện này. Chúng ta thường nghĩ rằng ông có đạo đức cao trong những kiếp trước, nên mới được làm một trong 10 đệ tử vĩ đại của Phật. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng trước kia người đó đã là một con rắn độc. Là thân rắn, nó đã lập duyên tốt với Phật Thích Ca. Ngài đã cứu nó sau khi thành đạo. Tại sao nó làm thân rắn lâu quá vậy? Hàng nghìn, hàng triệu năm. Kinh điển nói rằng đó là vì tấm lòng của nó chưa mở rộng, cho nên phải sống kiếp rắn hàng trăm, hàng vạn năm dài. Khi tâm mình mở rộng, thì lập tức không còn nghiệp chướng cản ngăn. Chúng ta tới để theo một vị minh sư đắc đạo và học với vị đó. Có nghĩa rằng tấm lòng chúng ta đã sẵn sàng tháo gỡ những tư tưởng xấu, những sự ràng buộc gắn bó vào cái thế giới mà chúng ta đã chấp nhận từ bao nhiêu kiếp. Khi những vấn đề này được giải tỏa, thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp trong quá khứ sẽ xóa tan. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể được gần Thánh Nhân Bồ Tát,
được thấy ánh sáng và được nghe âm thanh của chân ngã, âm thanh nội tại. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.